ăn thử mắm của cô gái Thái đi anh. À, cái mắm của bà chị này đúng không? Hay đấy, phải thử mới được như này. Hôm nay sẽ triệu hồi trợ lý rùa sẽ là người mở quả mắm này. Xem video của chị này nhiều rồi cho nên là quyết định hôm nay phải đặt về thử. Trên cái chai có hình của bà chị luôn này. Sao qua đi cạp tủ đấy ai review mắm cô gái Thái. Cơ mà nghe đồn là cái mắm này ăn rất hợp với rau củ quả và nhất là hải sản. Thế nên hôm nay quyết định chơi lớn làm luôn hai con tôm to luôn. Vẫn chưa có lương đâu nhưng mà tại cái chai mắm này cho nên là phải mua tôm về ăn đấy. Đây là lần đầu tiên mình làm con tôm to như thế này đấy. Quyết định là sẽ mang tôm đi hấp, lấy một ít xả lót xuống dưới đáy nồi, cho thêm vào một xíu muối trắng nữa. Rồi thả nó vào đây. Cho một lon là sinh tố lúa mạch vào để hấp cùng cho nó ngọt thì đun trong khoảng 10 phút và trong lúc chờ tôm chín thì mình sẽ đi tranh thủ gọt hoa quả và chế biến một vài món khác, làm tí dưa chuột cho nó mát ruột nhé. Quả này thường người ta gọi là dưa leo ấy nhưng mà chỗ mình hay gọi là dưa chuột. Chuẩn bị một vài lát tỏi để pha nước chấm, cho thêm một ít hành vào cho nó tăng gia vị, ớt nữa này. Ai thích ăn cay thì cho nhiều chứ mình thì cho một quả là đủ rồi. Cho thêm vào một ít lá mùi tàu. Một số nơi người ta gọi cây này là cây ngò gai hoặc là răng cưa. Cái rau này ăn rất là thơm. Mình sẽ thái ra một ít rồi cho vào đây. Mình sẽ cho vào thêm cả rau mùi ta. Cây này cũng khá nhiều tên, có chỗ người ta gọi là rau ngổ, có chỗ gọi là ngò rí và mình rất thích ăn cái rau này nha. Thế nên là sẽ thả một ít vào đây cho nó thơm, xay nhuyễn hết tất cả ra làm topping gia vị. Đây nhân vật chính đây, đổ cái mắm thái này vào, thêm tí đường vào nữa. Ai da, mùi có vẻ khá là đậm đà đấy, một cái mùi hương đặc trưng nha. Nó có một cái vị gì đó hơi hơi giống với mắm nêm. Bạn nào mà không ăn được mắm là sẽ thấy hơi mùi đấy. Còn ai mà ăn được mắm tôm, mắm nêm các thể loại mắm thì cái này là vô tư luôn nha. Vừa sinh lúc tôm nó chín là phải tiến hành khẩn trương lên mâm luôn cho nó nóng. Ôi trời, đói quá rồi. Mua hai con tôm này cũng khá là đau ví. Ăn một bữa ngon như này xong là cả tháng là ăn mì gói luôn đấy. Nhưng mà thôi chấp nhận bởi vì nhìn nó nhức nách quá. Là trời, nhìn nó như kiểu là phô mai kéo sợi các bạn ạ. Lần đầu tiên được đánh chén con tôm to như thế này đấy. Thơm thế nhỉ. Quả này chấm là phải thấm đẫm tinh thần một tí. Không thể kiềm chế được nữa rồi các bạn ơi, xin phép cả nhà nhé. Ui giời ơi, nó lại tuyệt vời thế chứ, lại cắn miếng nào ra miếng đấy luôn. Phải công nhận là cái quả tôm này nó hơi đắt nhưng mà nó xứng đáng thật các bạn ạ. Nhìn cái miếng tôm nó to nó thơm như thế này thì có yêu không chứ lệ. Nói thật các bạn đừng cười chứ bé đến giờ lần đầu tiên mình ăn cái miếng tôm mà nó phê như thế này. Cắn vào cái miếng tôm mà nó ngập răng luôn, ngập mồm, ngập miệng, ngập cả nước chấm luôn. Một cảm giác thật là rô mốt. Thêm cái quả nước chấm này ăn với hải sản là cũng không đến nỗi nào tệ đâu. Chan cho ít mắm vào làm con hàu cho nó đỡ nhầu. Tiện tay đang trong tầm với thì làm thêm một con mực nữa cho nó thêm phần dạo dực. Ái giời, lại còn quên mất thì lỡ ăn hàu hơi nhiều. Kiểu này tối sợ là lại hơi khó ngủ. Làm thêm miếng rau vào nữa cho nó mát ruột trôi tuần tuột. Thêm cốc nước ngọt đá nữa thì thần sầu luôn. Và được cái là cái mắm thái này chấm rau củ cũng khá là vào. Tự chung là cũng tương đối ổn. Một bữa ăn tuyệt vời. Chỉ có mỗi tội là ăn xong bữa này thì những bữa khác phải bóp bụng lại. Chuẩn bị ăn mì gói cả tháng thôi. Đáng nhiên đang lành tự nhiên mua cái chai này về làm gì không biết.